Đất Thị Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Video ngày hôm nay em xin gửi đến đại gia đình chúng ta một căn nhà nhỏ xinh với diện tích ngang 3m2, độ dài 12m, thiết kế một trệt 2 lầu. Có hướng nhà là hướng đông, nằm trên trục đường Phan Lý, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong, có 3 phòng ngủ và một sân thượng như quý vị. Đây là mặt tiền mặt chính căn nhà, hẻm xe hơi nha. Chúng ta đang đứng ngoài mặt tiền mặt chính căn nhà này, căn nhà không gian xanh, thiết kế tuyệt vời, nội thất kèm theo full. Và đây là một căn nhà rất là đẹp nha quý vị. Căn nhà này nằm trong một khu phố an ninh, sạch sẽ, đồng bộ, hẻm cụt. Hẻm trước nhà tới 5m đường nhựa, khu đồng bộ, xe hơi xe tải ra vào quay đầu và tránh nhau thoải mái luôn nha quý vị. Khu này rất là đẹp và cực kỳ an ninh luôn nha mọi người. Hướng nhà là hướng đông, phù hợp cho đại gia đình chúng ta, phong thủy là đông tứ trạch. Và đây là một căn nhà rất đẹp, gia chủ tặng kèm full nội thất khi mua. Di chuyển vào bên trong thì có hai lớp cửa sắt nhau, một lớp cửa sắt và một lớp cửa nhôm. Không gian phòng khách thì có đầy đủ nội thất kèm theo, bao gồm tủ giày dép, tủ kệ để đồ, khu vực đậu xe máy, sofa, màn hình TV 55 inch, tủ kệ TV, những bức tường nội ốp nhựa và ốp đá trang trí. Phía trên là trần thạch cao đèn chiếu sáng và có những bức tường ốp gạch trang trí rất là tuyệt vời. Đây là không gian phòng khách này. Phía dưới nền thì ốp gạch 60 và có sofa cũng như là màn hình TV, tủ kệ TV và đồ trang trí. Phía trên là trần thạch cao đèn chùm, nhìn rất là lung linh. Và căn nhà thì tặng kèm full nội thất với giá bán là 5 tỷ 750 triệu đồng, tặng kèm gói full nội thất khi mua. Nhà mới đẹp, sổ hồng riêng, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Và phía sau sẽ là không gian phòng bếp và khu vực không gian cầu thang đi lên. Cầu thang với đèn led, tay vịn gỗ cam xe, lan can kính cường lực, lan can bằng sắt và mặt đá hoa cương trắng đen. Bên phải khu vực cầu thang có khu vực trưng bày tủ kệ để trưng bày đồ lưu niệm và những chai rượu quý của gia đình. Phía sau sẽ là không gian vệ sinh và khu vực rửa mặt bên ngoài, vệ sinh dưới cầu thang. Cuối nhà sẽ là không gian bếp và một không gian bếp phải nói là tuyệt vời với những bức tường ốp gạch trang trí, có bộ sofa tặng kèm, bộ bàn ăn 4 ghế tặng kèm, phía trên là tủ kệ để đồ, quạt gió, đèn chùm và tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ an cường với khu vực để máy giặt, giữa có cả máy giặt và máy sấy luôn nha quý vị. Có khu vực để máy giặt ngay bếp này và tủ bếp trên dưới thì được làm bằng chất liệu gỗ an cường, có bếp âm, khu vực đặt máy hút mùi, bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát và tủ lạnh Toshiba hai cánh ở cuối nhà. Căn nhà này đầy đủ nội thất kèm theo, phải nói là tuyệt vời, đẹp đến mê hồn luôn nha quý vị. Với giá bán là 5 tỷ 750 triệu đồng, tặng kèm full nội thất khi mua. Một giá bán quá tuyệt vời và cực kỳ là dễ thương cho quý anh chị thiện chí mua. Quý anh chị quan tâm căn nhà đẹp, một không gian đẹp trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, trên trục đường Phan Lý, phường 14 quận Gò Vấp này, thì có thể gọi cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Đây là một căn nhà hẻm xe hơi vào tận nhà và rất là gần với đường chính, đường Phan Lý nha. Quý anh chị quan tâm thì hãy gọi cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để bên Hùng tư vấn và dẫn đại gia đình mình đi xem nhà và mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp cũng là quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thì Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem và mua nhà nha quý vị. Một căn nhà rất là đẹp, giá bán vô cùng hợp lý và sổ hồng chính chủ, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Quý anh chị đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh có thể liên hệ trực tiếp với Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Trên lầu là 3 phòng ngủ nha mọi người. 3 phòng ngủ thì đầy đủ nội thất kèm theo, bao gồm giường ngủ, chân ga, gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh và vệ sinh trong. Có cửa sổ và cửa ra ban công. Giường ngủ thì có chăn ga, gối nệm. Phía trên là trần thạch cao, đèn chiếu sáng. Và ở đây thì có cả máy lạnh, quạt gió và tủ kệ TV. Sàn vẫn ốp gạch 60. Phía trước thì có cửa ra ban công và cửa sổ. Ngoài ban công thì có trồng cây xanh và lan can làm bằng sắt. Ban công khoảng chừng 90 nha quý vị. Ở đây thì gia chủ có làm màn rèm cửa sẵn cho quý anh chị sử dụng luôn. Nhà thì có 3 phòng vệ sinh và đầy đủ nội thất kèm theo. Căn nhà này quá đẹp, đang có rất là nhiều khách hàng đến tham quan và cũng theo Hùng thì căn này cũng sẽ bán nhanh thôi. Nên là quý anh chị nào đang có nhu cầu tìm nhà khoảng tầm 5 tỷ, hơn 5 tỷ, hẻm xe hơi, thiết kế đẹp, nội thất cao cấp thì có thể liên hệ cho Hùng để đi xem và sở hữu ngay. Một sản phẩm nhà đẹp đến từng cm, đẹp đến mê hồn luôn, đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Với một căn nhà nhỏ như thế này mà thiết kế bố trí không gian đẹp như thế này phải nói rất là hiếm nha quý vị. Không gian phòng ngủ số 2
Ở đây thì cũng có giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm. Đầu giường được sơn màu hồng kết hợp với giấy dán tường, cây trang trí, tủ đầu giường, tủ áo, máy lạnh và quạt gió cũng như là tủ kệ để đồ. Một không gian nhà đẹp đang được Huy Hùng quay trực tiếp và gửi đến đại gia đình mua nhà trên hệ thống kênh YouTube, kênh Facebook Nhà đất Huy Hùng bán nhà của Vấp Tân Bình và quận 12. Quý anh chị, những vị khách hàng quan tâm đến căn nhà này có thể liên hệ trực tiếp với Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để Huy Hùng dẫn mọi người đi xem, tham quan và chọn lựa cho mình một sản phẩm nhà đẹp để vừa ở vừa làm văn phòng công ty, cho thuê, kinh doanh bán làm showroom, spa hoặc là cho con em mình đi học nha quý vị. Trên lầu 2 sẽ đến với không gian phòng ngủ số 3, phòng thờ. Phòng ngủ số 3 thì cũng có nội thất kèm theo bao gồm giường ngủ, tủ áo, máy lạnh, bàn trang điểm, tủ kệ tivi. Và phòng ngủ số 3 thì cũng có giường ngủ 1m8. Bên này là chăn ga gối nệm, đèn tường, máy lạnh được đặt ngay cửa ra vào. Với không gian đẹp như thế này, nhà nhỏ nhắn xinh xinh với diện tích ngang 3m2, độ dài 12m, số hồng riêng công nhận đủ. Được xây kiên cố là một trệt hai lầu, có phòng thờ, có phòng giặt, có sân thượng trước và có sân thượng phía trước. Một không gian đẹp tuyệt vời, có 3 phòng vệ sinh. Hướng nhà là hướng đông, phù hợp cho đại gia đình chúng ta thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và không gian bên ngoài sân thượng này có cả cái bồn tắm nằm ở phía ngoài này quý vị. Và có một cái khoảng không gian sân thượng đẹp như thế này, tuyệt vời như thế này. Và quý anh chị nào mua nhà tầm tiền khoảng 5 tỷ, hơn 5 tỷ thì đừng nên bỏ lỡ qua căn nhà đẹp này nha quý vị. Căn nhà phải nói là tuyệt vời, đẹp đến từng cm. Hãy gọi cho Hùng để được tư vấn và đi xem nhà, mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xem thêm nhiều nhà khác, quý anh chị có thể truy cập trực tiếp vào website của bên Hùng là nhadathuyhùng.com, cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website để chọn cho mình một căn nhà ưng ý nhá. Nhà đất Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.